Mến chào nhà mình tiếp tục quay trở lại và đồng hành cùng kênh Đồ Cổ Cần Thơ. Thì đến với clip buổi chiều tối ngày hôm nay thì bên Đồ Cổ Cần Thơ em muốn sưu tầm được một vài sản phẩm rất là đẹp để giới thiệu và giao lưu với cả nhà mình trong video hôm nay. Xem được đừng tiếc cho em xin một like rồi đăng ký kênh cả nhà mình nha. Thì clip buổi tối ngày hôm nay cũng có rất là nhiều sản phẩm đẹp để giới thiệu và giao lưu với cả nhà mình. Thì mã số 1 đầu tiên thì giới thiệu với mình đây là một con rồng nha. Một con rồng rất là to để cả nhà mình hay xem ha. Hình ảnh ở dưới là cái hũ tiền có hai con cá chép rồng nhã ngọc chất liệu đồng, về trọng lượng là 7,8 kg cho con này. Và con này chiều dài tổng thể tầm khoảng là 55, rồi chiều cao là 35 cm, chất liệu bằng đồng. Đây là mã số 1 có trong video hôm nay. Và mã số 1 này thì bên Đồ Cổ Cần Thơ em có giá giao lưu với cả nhà mình một con rồng rất là to như thế này đó, là 5,5 triệu, 5,5 triệu. Bên em bao luôn phí ship toàn quốc cho mình ha. Đây là mã số 1 có trong video ngày hôm nay. Rồi tiếp theo lên cái này là mã số 2 của ngày hôm nay. Mã số 2 là bọn em còn được một tác phẩm rất là hay nha. Đó là đồ lông ký ha, và được giác vàng. Đây là một tác phẩm rất là đẹp. Đồ lông ký nha, đặc biệt con rồng được giác vàng, mặt dưới được giác vàng luôn nha. Và chiều dài là 64 cm. Rồi chiều cao tổng thể là 22. Chất liệu đồng giác vàng ha. Đây cả nhà mình xem. Mẫu này được giác vàng nha, nên là cực kỳ đẹp ha. Con rồng là được giác vàng lên ha. Đây là một những sản phẩm rất là hay nha. Đây là mã số 2 trong video buổi chiều tối ngày hôm nay mà bên Đồ Cổ Cần Thơ em giới thiệu cùng cả nhà mình ha. Và tác phẩm được giác vàng như thế này đó, bên em có giá giao lưu với cả nhà mình một cây như vậy, nặng khoảng là 6 kg nha, chất liệu bằng đồng giác vàng. Cây này có giá giao lưu cả nhà mình là 4 triệu đồng ha. 4 triệu đồng cho mã số 2, cho mã số 2 trong video ngày hôm nay. Đây là mã số 2. Rồi tiếp theo mã số 3. Mã số 3 thì hôm nay còn được một cặp bình chim công. Đó, đây cả nhà mình xem ha, một cặp chim công nha. Một cặp bình chim công khổng tước. Đây mình cùng xem ha. Một cặp bình chim công. Cực kỳ đẹp ha. Từ hai con chim công tạo thành một cặp bình. Cặp này ở mã số 3. Thì cặp bình chim công này á có chiều cao tổng thể là tầm khoảng là 33. Rồi đường kính miệng là tầm khoảng là 18. Chất liệu bằng đồng. Đây cả nhà mình xem ha. Cặp bình chim công có giá giao luôn cả nhà mình là 2 triệu đồng. 2 triệu đồng cho cặp bình chim công, tổng trọng lượng là khoảng 2,8 kg có trong video ngày hôm nay. Đế là có chuyện luôn ha. Cặp bình chim công mã số 3. Rồi tiếp theo mã số 4. Mã số 4 là tượng Phật. Mã số 4 trong ngày buổi chiều tối ngày hôm nay đó là tượng Phật Thích Ca ngồi dưới gốc cây Bồ đề. Để mình cùng xem ha. Tượng Phật Thích Ca ngồi dưới gốc cây Bồ đề, chất liệu bằng đồng, tổng trọng lượng là khoảng 6,9 kg. Ở phía sau là ảnh cây Bồ đề ha, trước là Phật Thích Ca, chất liệu bằng đồng. Và mã số 4 này chiều cao tổng thể là tầm khoảng là 30 cm, bề ngang tầm khoảng là 24, chất liệu bằng đồng. Và có giá giao lưu với cả nhà mình tượng Phật Thích Ca ngồi dưới gốc cây Bồ đề như thế này là 3,5 triệu ha. 3,5 triệu cho tượng Phật Thích Ca ngồi dưới gốc cây Bồ đề. Cả nhà mình có nhu cầu sưu tầm cứ liên hệ với em ha. Mã số 4. Rồi mã số 5. Mã số 5 của ngày hôm nay còn được một bộ ô trầu chất liệu bằng đồng. Đây cả nhà mình cùng xem ha. Đây là một bộ ô trầu nha. Đây mình cùng xem ha. Nguyên một bộ ô trầu nặng khoảng 6 kg, chất liệu bằng đồng. Đây mình cùng xem đây. Cực kỳ đẹp nha, nặng là 6 kg, chất liệu toàn bộ bằng đồng. Đó, đầy đủ các món nha. Có hai cái dĩa luôn ha. Và ở dưới là đế ba chân. Tổng trọng lượng khoảng 6 kg cho bộ này. Bộ này chiều cao tổng thể tầm khoảng 20 cm. Đó, rất là đẹp, rất là dày, rất là nặng. Và một bộ ô trầu cho mã số 5 của ngày hôm nay đó, có giá giao lưu với cả nhà mình một bộ ô trầu cho mã số 5 như thế này là 3,5 triệu. Bên em bao luôn phí ship toàn quốc cho mình ha. Một bộ ô trầu chất liệu đồng rất là dày, mã số 5. Rồi tiếp theo mã số 6. Mã số 6 ngày hôm nay là em còn được một tượng Bác Hồ nha, chất liệu đồng. Đây là tượng Bác Hồ đang ngồi viết báo ha, chất liệu đồng, đang ngồi ghế nha. Về trọng lượng là tầm khoảng là 3,2 kg cho tác phẩm tượng Bác Hồ ngày hôm nay. Để mình cùng xem ha. Tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh đang ngồi viết báo ha. Và chiều cao tổng thể là tầm khoảng là 25 cm. Rồi bề ngang tầm khoảng 15, chất liệu bằng đồng. Đó, người đang ngồi viết báo, chất liệu bằng đồng. Và tác phẩm này có giá giao luôn cả nhà mình đó là 2,2 triệu cho tượng bằng đồng ha. Tượng Bác Hồ nha, đang ngồi viết báo ở mã số 6. Rồi mã số 7. Mã số 7 ngày hôm nay là một cái bát Như Ý. Bát Như Ý chất liệu đồng ha. Thì đường kính là tầm khoảng là 18, chiều cao là 8 cm.
chất liệu vân đồng, bát như ý ha, ngồi mát trong bát vàng ha. Đây là cái bát như ý chất liệu vân đồng, và cái bát như ý này bên em có giá giao lưu mình là 1.200.000 cho một cái bát như ý ha, chất liệu vân đồng màu vàng, đế có chuyện luôn nha, bát như ý. Đó, mình có nhu cầu sưu tầm cứ liên hệ với em ha, mặt số 7. Rồi, tiếp theo mặt số 8. Rồi, mặt số 8 là một bộ trà ngọc đính ngọc. Một bộ trà hoàng gia ha, một bộ trà đính đá. Đây, anh em xem ha. Mỗi một cái ly được đính một viên đá màu vàng như thế này ha. Đó, đây là cung điện hoàng gia, nguyên một bộ trà ha. Nguyên một set trà, bộ trà hoàng gia. Rồi, bộ này bằng hộp kim đồng, tổng trọng lượng khoảng 1.2 kg. Rồi, chiều cao tổng thể là tầm khoảng 26 cm. Bề ngang là 17. Chất liệu bằng hộp kim đồng ha. Và một bộ trà như thế này bên em có giá giao luôn cả nhà 1.500.000 nha, 1.500.000 cho một bộ trà. Bộ trà mang đậm phong cách hoàng gia xưa nha. Đây là mã số 8. Rồi, tiếp theo mã số 9. Rồi, mã số 9 trong ngày hôm nay. Rồi, đây mã số 9 ha. Mã số 9 thì giới thiệu với cả nhà mình còn được một con trâu chất liệu vân đồng. Đây cả nhà mình xem đây. Một con trâu ha. Tổng trọng lượng là khoảng 1.5 kg. Pháp lam, chiều cao tổng thể là tầm khoảng 20 cm. Và bề ngang là có khoảng là 26. Chất liệu bằng đồng dễ gắm lên trên đây, cả nhà mình cùng xem ha. Cực kỳ đẹp nha. Đó. Đây mình cùng xem nha. Và con này thì bên em có giá giao lưu với cả nhà mình một con trâu như thế này là 1.600.000 ha. Bên em bao luôn phí ship toàn quốc cho mã số 9. Rồi mã số 10. Mã số 10 cái ngày hôm nay còn được một cặp lông mã. Đó, mã số 10 là một cặp lông mã ha, chất liệu bằng đồng. Đây, rất là nét nha. Chất liệu bằng đồng ha, tổng trọng lượng là khoảng 4.8 kg cho cặp lông mã của ngày hôm nay. Đây, quay một vòng cho mình xem ha, cặp lông mã chất liệu vân đồng. Con này, cặp này rất là nét ha. Đây là mã số 10. Chiều cao tổng thể là tầm khoảng là 24. Rồi, bề ngang tổng thể là tầm khoảng là 24, chất liệu vân đồng. Và có giá giao lưu cả nhà mình một cặp như thế này là 2.200.000. Mình em bao luôn phí ship toàn quốc ha, cho mã số 10. Rồi, tiếp theo mã số 11. 11 là còn được một cụ cốc. 11 là một cụ cốc cổng vàng chất liệu vân đồng, tổng trọng lượng là khoảng gần 6 kg cho cụ cốc như thế này. Đây cả nhà cùng xem ha, cốc cổng vàng. Hai bên là hai sâu tiền, trên đây là cái thỏi vàng ha. Ở dưới này có những chú cốc này. Rồi, chiều cao tổng thể tầm khoảng là 19 cm. Rồi, bề ngang tổng thể là có khoảng là 23. Chất liệu vân đồng và có giá giao luôn cả nhà mình cụ cốc như thế này ha. Cụ cốc như thế này là 1.900.000. Bên em bao luôn phí ship toàn quốc cho mình ha. Đây là mã số 11. Rồi, tiếp theo số 12. 12 là một con ngựa pháp lam. Ở đây cả nhà mình xem ha, một con ngựa nha, dễ gắm trên đây. Chất liệu vân đồng cho mã số 12. Rồi, một con ngựa dễ gắm ha. Ngựa này tổng trọng lượng là khoảng 1.9 kg. Rồi, chiều cao tổng thể là khoảng 23 cm. Và chiều dài tổng thể tầm khoảng là 25. Chất liệu vân đồng. Và có giá giao lưu với cả nhà mình một con ngựa đồng dễ gắm như thế này. Đây, cả nhà cùng xem ha. Là 1.600.000 cho mã số 12. Rồi, tiếp theo mã số 13. 13 là Phật Di Lặc chúc phúc. Đó, mã số 13. 13 là tượng Phật Di Lặc ha, Phật Di Lặc chúc phúc. Thì tổng trọng lượng của tượng Phật Di Lặc chúc phúc là khoảng 4 kg. Chất liệu bằng đồng, chiều cao tổng thể tầm khoảng là 34 cm. Bề ngang là tầm khoảng là 18. Chất liệu vân đồng. Và tượng Phật Di Lặc chúc phúc đang đứng trên bao tiền như thế này. Bên em có giá giao luôn cả nhà mình là 2.200.000. Đó, 2.200.000 cho tượng Phật Di Lặc chúc phúc. Ông đang cầm gậy như ý ha. Đây là mã số 13. Rồi, tiếp theo mã số 14. 14 của ngày hôm nay là tượng của Trần Quốc Tuấn nha, Hưng Đạo Đại Dương ha. Hưng Đạo Đại Dương Trần Quốc Tuấn. Thì tác phẩm mã số 14 của ngày hôm nay thì có tổng trọng lượng khoảng 3.2 kg. 3.2 kg cho tượng Trần Quốc Tuấn của ngày hôm nay. Và chiều cao tổng thể tầm khoảng là 30 cm. Bề ngang là 11. Chất liệu vân đồng.
và có giá giao lưu cả nhà mình tượng Trần Quốc Tuấn như thế này là 1.800.000 ha. 1.800.000, bên em bao luôn phí vận chuyển cho mình nha. Tượng Trần Quốc Tuấn thì cả nhà có nhu cầu sưu tầm liên hệ giúp em ha. Số 14. Rồi 15. 15 là một tượng Phật. Đó. Đây là một tượng tượng Phật Thiên Thủ Thiên Nhãn chất liệu đồng, tổng trọng lượng là khoảng 2 kg. Và chiều cao tổng thể là tầm khoảng là 32. Bề ngang là khoảng là 18, chất liệu vân đồng. Và có giá giao lưu với cả nhà mình một tượng Phật như thế này. Đó là 2.4 triệu nha, tượng Phật. Chất liệu vân đồng xưa đây cả nhà xem ha. Cả nhà có nhu cầu sưu tầm cứ liên hệ nha, mã số 10 15. Rồi mã số 16. 16 ngày hôm nay là cặp tỳ hưu ha. Đó. Mã số 16 là cặp tỳ hưu rất là to. Tỳ hưu phong thủy, tổng trọng lượng là khoảng 5 kg 2. Chất liệu vân đồng và chiều dài tổng thể là tầm khoảng là 28. Rồi chiều cao tổng thể là khoảng 18 cm, chất liệu vân đồng ha. Và một cặp tỳ hưu như thế này, bên em có giá giao lưu với cả nhà mình, cặp tỳ hưu như thế này là 2.800.000. Bên em bao luôn phí ship toàn quốc cho mình nha. Rồi cả nhà có nhu cầu sưu tầm cứ liên hệ giúp em ha. Đây là mã số 17 của ngày hôm nay, mã số 17 ha, cặp tỳ hưu. Và cuối cùng mã số 18 là một cụ cốc khổng lồ nha. Cụ này là khoảng 39 kg. Đây cả nhà cùng xem ha, 39 kg. To khổng lồ nha. Mình nhìn ở ngoài là rất là to khủng. Đó, 39 kg, chất liệu đồng, cổng trên một thỏi vàng rất là to. Ở hai bên là hai sâu tiền ha. Và cụ này thì có giá giao luôn cả nhà 12 triệu đồng ha. 39 kg thì rất là to khổng lồ. Cả nhà có nhu cầu sưu tầm cứ liên hệ với em ha. Đây là mã số cuối cùng trong video ngày hôm nay. Rồi cảm ơn và hẹn gặp lại cả nhà vào những video tiếp theo của những sản phẩm đẹp độc và lạ hơn nha. Xin chào và hẹn gặp lại.